Trời ơi, cái bánh pizza. Tôi mới hiểu dạ. Là cái pizza này nó gần 100 đồng rồi. Dạ, ok chị. Rồi. Trời ơi, cái bánh pizza. Ủa nghe cái bánh này nhiêu cưng? Là 9 mấy đồng. Trời ơi, 100 đồng cái bánh này. Tính ra tiền Việt là gần 2 triệu á. Nhưng mà đáng chị bự cho bá lửa chị mới trời trời đi. Mà nó là làm được hát hát nha. Hát này cái nửa này nửa kia đó. Thì đó, chị em nói chị Thoa order chị đó để ăn đi. Ủa sao okay. Nông cho cái xuất sắc vậy? Vậy? Còn một cái này phải không? Rồi, cô Thoa làm... xếp luôn. Ê, chị Thoa cho em chụp hình chứ. Ok, để em chụp hình ảnh mặt. Chụp lẹ nha. Chị chụp cái miếng cái bánh nha. Trời, cái bánh pizza gì mà bự vậy trời. Ali vô luôn, Ali vô luôn, Ali. Ok. Đây là cái gì? Có cái bánh gì đâu mà đã quá trời luôn. Bio chứ không phải pizza. Em quay thì cái cụ chị đó. Ta giống như là Happy birthday to you. Happy birthday Thúy Nga. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday pizza. Sinh nhật ai? Sinh nhật ai vậy? Sinh nhật ai vậy? Tôi không biết nếu mà đi đi biết pizza. Ôi cái pizza. Cái nhà to thì các bạn nói. Nằm nó như cái giường luôn nha trời ơi trời. Bây giờ đang bắt đầu nè. Không ngon nha. Em rất là ngon. Tổng đen rồi. Em mẹ lấy nha. Lấy cái áo gì. Không lấy được không? Mình ai nấy bóc đi. Mình ai nấy bóc lâu lắm. Ê có ăn ớt bột không? Mọi người thích ăn ớt bột không? Thôi. Thôi chị quay nha. Cắt rồi cắt. Trời ơi, cái món ngốc này cũng trắng lắm. Mà thử ăn không? Trời ơi, tuyệt tình luôn á, cái bánh này á. Ăn chắc lên mấy ký. Em ăn cái nào vậy? Em tinh hay là pepperoni? Cái ăn gì? Hả? Ăn cái nào? Cái này cái này, cái này, cái này. Nguyên nhóm mình bàn ăn Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, cái này hết. Đi đến chỗ không có nhà hàng luôn, không thể. Ngon không con? Mấy đứa nít ở đây nó thích quá đẹp lắm. Thích lắm. Nè, chị thích nhà nhỏ ni nhon cho cái nhà nhỏ ni nhon nè. Thank you chị. Cho em cái dĩa luôn. Ngon không bà ngoại? Mẹ cái gì? Chị Thoa đi. Bà ngoại cảm ơn chị Thoa nha. Rồi bây giờ em ăn nha quý vị nha. Em ăn nha. Em quay qua em ăn. Em ăn cái bánh pizza này. Trời ơi. Cái này làm hai rau là hết. Ngon. Ngon lắm. Bánh pizza ngon. Cái đế nó mỏng ha. Vừa ăn. Rất là giòn. Ngon. Việt Nam mình pizza ngon quá. Việt Nam pizza ngon hơn. Ăn gì? Ngon, ngon không Ali? Tối nay còn có lấy thuốc không? Sáng hôm nay con đi đã rồi ha. Còn tôi không thuốc nữa. Có ăn ớt bột không? Muốn ăn ớt bột không? Ăn ớt bột mình ha. Trời ăn nãy giờ mời cả nhà. Mời cả nhà.